Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Dufy. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là các tiêu hoàng mạnh hơn các robot hay quân, tất nhiên là ngoại trừ Buggy hay siêu sao. Dù vậy thì vẫn phải khẳng định rằng các robot hay quân thật sự là những con quái vật trong thế giới Wannabe. Bởi đơn giản, các robot là trụ cột sức mạnh của hay quân, là những người bảo vệ trực tiếp cho các thiên long nhân. Trước time skip, ba robot hay quân là Aokiji, Kijiru và Kainu, tất cả đều sử dụng năng lực sức mạnh Hiroza, những trái quỷ thật sự đáng sợ. Dù vậy thì sau time skip, khi mà Akainu được thăng làm thủy sư robot, còn Aokiji bỏ việc về quê nuôi cá và trồng thêm rau, thì sức mạnh của các robot hay quân đã đa dạng hơn. Khi robot Fujitora sử dụng một trái quỷ hệ Paramecia cực mạnh, trái trọng lực Juicy Juicy. Bên cạnh đó thì Fujitora là một kiếm sĩ, hay đúng hơn là một kiếm sĩ mù. Vỡ Dressrosa Zero đã có dịp cọ sát với vị robot này dù chỉ trong tích tắc. Ở thời điểm đó rất rõ ràng, nếu thật sự nghiêm túc thì Zero không có một cơ hội chiến thắng nào trước Fujitora. Nhưng với những gì Zero đã thể hiện ở Wano quốc này, với các cách đánh bại kinh nhớ hoạn Okanban mạnh nhất dưới trướng tứ hoàng Kaido, thì theo bạn cấp độ sức mạnh của Zero đang nằm ở đâu nếu so với robot Fujitora? Có cửa thắng nào cho Zero không? Bản chất và con người của robot Fujitora là như thế nào? Và đây là suy nghĩ của tôi cho tất cả điều đó. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống, em miếng bánh uống chân trà và tìm hiểu về sức mạnh của Zoro so với Fujitora ở hiện tại trông như thế nào. Nhưng trước khi bàn về sức mạnh của vị robot này với Zoro thì tôi muốn nói về bản chất, tính cách của Fujitora để chúng ta biết rằng không phải robot nào cũng cực đoan với hải tặc như là Akainu hay là Ryokugyu. Chưa biết Ryokugyu bao nhiêu tuổi, nhưng chúng ta biết rằng Fujitora nhỏ hơn Kijiru đáng kể, năm 8,54. Đồng thời thì trong số ba robot ở hiện tại thì Fujitora cũng tỏ ra mình là người lạnh tính nhất, ôn hòa nhất, không cực đoan và lạnh lùng giống như Kijiru hay là Ryokugyu. Bởi mục đích Fujitora chấp nhận ngồi vào cái ghế robot hay quân đó là bởi ông muốn xóa bỏ hệ thống thất vua hải. Và chúng ta đã thấy vị robot này tỏ ra rất cay cú khi nói chuyện với Doflamingo. Thời điểm đó là một thất vua hải. Chẳng hạn như là dẹp mẹ cái hệ thống thất vua hải này đi. Đồng thời dễ dàng dùng kiếm chặn cú đá của Doflamingo. Lạnh tính, ôn hòa cùng với việc hiểu lý lẽ trái phải. Đồng thời Fujitora cũng đánh giá người tốt kẻ xấu dựa vào bản chất con người chứ không phải là phụ thuộc vào việc người đó đang là hải tặc hay là hải quân. Đó là lý do vì sao dù hải tặc hải quân là thiên địch bao đời nay, nhưng đôi đốc Fujitora lại bỏ qua bang Murom, không hề có định nghiêm túc truy bắt bang hải tặc này. Trong lần đầu chạm trán, Fujitora đã từng nói với Zoro rằng các cậu đã giúp đỡ ta, nhưng ta lại phải chống lại các cậu, tấn công người đã giúp đỡ mình, chuyện này thật là ấy âm. Rõ ràng Fujitora biết rằng chỉ có bang Murom mới có thể làm được những việc mà hải quân như ông không thể làm được. Đó là việc bảo vệ người dân Dressrosa. Mặc dù đó là việc tốt, việc mà lính hải quân nên làm, nhưng vì Doflamingo là một cựu thiên long nhân, là một thất vua hải, là một kẻ được phép làm những chuyện ác mà không bị chính quyền thế giới truy tố, là một kẻ mà đô đốc như là Fujitora cũng phải bỏ tay đứng nhìn dù rất muốn tấm cổ đập một trận. Vậy nên dễ hiểu vì sao mà sau khi Luffy đánh bại Doflamingo, giải phóng người dân Dressrosa khỏi cuộc sống bị cai trị áp bức, thì Fujitora đã thầm cảm ơn và đáp lễ bằng cách dọn đường cho hạm đội Murom ra khơi. Thậm chí tôi chưa thấy một đô đốc hải quân nào mà lại đứng cùng với hải tặc để chống lại một thất vua hải cứu giúp người dân giống như là Fujitora cả. Và tới thời điểm hiện tại, sau hội nghị Riri thì hệ thống thất vua hải đã bị xóa bỏ theo đúng nguyện vọng của Fujitora. Điều này làm tôi tự hỏi, với một người chắc chắn đã nhìn thấy rõ bản chất cũng như sự thối nát của chính quyền thế giới, thì liệu Fujitora có còn tiếp tục trung thành với thế lực này nữa? Hay sẽ sống theo đúng công lý, đúng bản chất của con người mình? Tôi thật sự tò mò về vấn đề này, bởi chắc chắn Fujitora là một người tốt, chứ không phải là một con bê thui, háo thắng. Quay trở lại với sức mạnh của Doroth Fujitora. Trong lần đầu tiên gặp mặt thì Doflamingo đã khá bất ngờ khi một Doroth hay quân xuất hiện ở Dressrosa và gọi Fujitora và Ryokugyu là những con quái vật. Chúng ta đã thấy bọn lục thật sự giống một quái vật theo đúng nghi đăng, khi uống sạch chất dinh dưỡng của King và Queen. Nhưng còn Fujitora thì sao, đáng sợ tới mức độ nào và có cơ hội chiến thắng nào cho Zoro ở hiện tại hay không? Giống như các robot hay quân khác thì Fujitora cũng sử dụng một trái quỷ vô cùng bá đạo. Nhưng nếu Kijiru và Ryokugyu sử dụng một trái quỷ hệ Losa, thì của Fujitora lại là một trái quỷ mạnh tốt đầu hệ Paramecia, trái trọng lực Juicy Juicy. Fujitora không chỉ là đô đốc duy nhất bị mù mà còn là đô đốc duy nhất ăn trái quỷ hệ Paramecia, đó chính là điểm đặc biệt. Với trái quỷ này, Fujitora dễ dàng điều khiển trọng lực tác động lên mọi vật thể có khối lượng, từ con người cho tới tất tần tật mọi thứ, để từ đó dễ dàng tạo ra những thiên thạch khổng lồ lao thẳng xuống mặt đất trong sự kinh hãi của Law và Doflamingo, hay tạo ra những cái hố sâu thăm thẳm mém chút nữa là trông sống Zoro. Đồng thời Fujitora cũng dễ dàng di chuyển trên không bằng cách ngồi trên một tảng đá rồi dùng trọng lực để nâng lên và bay đi. Hay ấn tượng hơn nữa là Fujitora có thể điều khiển được một khối lượng vật chất khổng lồ có tròn lọc theo ý muốn. Minh chứng là vị đô đốc này đã điều khiển những đống sa băng đổ nát khổng lồ hút tất cả lên không trung và không tác động đến những người xung quanh, sau đó di chuyển tất cả ra ngoài biển và tấn công tàu hải tặc đối địch với bang Murom. Có thể người đá bị ca khổng lồ là thế, nhưng ngay chỗ tô khăn tròn này có thể thấy nó chỉ là một phần nhỏ trong đống sa băng đổ nát do Fujitora điều khiển. Nó cho thấy phạm vi tác động của năng lực trái quỷ này là rất lớn. Đặc biệt hơn nữa là Fujitora không chỉ điều khiển tác động mọi thứ bằng trọng lực theo phương thẳng đứng mà còn cả theo phương nằm ngang. Minh chứng cho điều này là trong trận chiến với Sabo, Fujitora đã sử dụng đòn tấn công tên là Hung Hổ, khiến trọng lực bạc sang hai bên trong sự kinh ngạc của Sabo. Và để tiếp cận được Fujitora thì Sabo đã phải chuyển qua trạng thái sức mạnh hệ Loza, biến thành một con lửa lao vào tấn công. Nó cho thấy Sabo cũng rất thông minh và tinh quái, bởi khi chuyển qua hình dạng Loza thì cơ thể Sabo hoàn toàn là lửa, có thể bỏ qua được tối đa trọng lực do Fujitora tác động vào, sau đó là dùng Haki tấn công tiếp.
Từ điều này cũng cho thấy năng lực của Đô đốc Vitora dễ dàng khắc chế được gần như toàn bộ đối thủ có haki yếu, những người em trai của ý hệ Baramisa hoặc là Zoan. Bởi nếu họ là những người có haki không đủ mạnh, không thể vượt trội được năng lực trọng lực của Vitora, đồng thời không thể chuyển hóa cơ thể giống như hệ Loza, thì gần như không có cơ hội tiếp cận chạm vào người, chứ đừng nói gì tới việc đã thương được Vitora. Giống như việc lo dễ dàng điều khiển, chơi đùa nhảy múa với những kẻ địch có haki yếu hơn, năng lực trái quỷ OBOB khi nằm trong rơm vậy. Khi mà Smoker là một phó rock, một kẻ có haki vũ trang và cũng là một nạn nhân của lo từng đau đớn nói rằng: khi các ngươi nằm trong vòng tròn của lo, hãy tự xem mình là bệnh nhân trên bàn giải phẫu của hắn đi. Và Vitora cũng thế. Minh chứng cho điều này là khi nắm đấm của Luffy chạm vào kiếm, Vitora đã nghiêm túc truyền trọng lực vào kiếm, tiếp tục sử dụng chiêu thức không hổ giống như với Sabo. Nó khiến Luffy bị đẩy bay một đoạn rất xa. Và đó chính là sự khác biệt giữa Luffy với Sabo, một người ăn trái quỷ hệ Zoan với một người ăn trái quỷ hệ Loza. Thời điểm đó haki của Luffy vẫn còn khá yếu, lại không thể nào chuyển hóa cơ thể giống như Loza, nên dễ dàng bị Vitora hất bay ra xa như thế. Từ điều này chúng ta mới thấy thấm thía hơn lý do vì sao Kaido lại nói với Luffy rằng: mày cứ nghịch phá tùy thích, nhưng siêu năng lực trái quỷ mạnh là chưa đủ để chinh phục biển cả. Nhưng Roger mà xem, hắn không sở hữu trái quỷ, nhưng cả thế giới vẫn khuất phục dưới chân hắn, chỉ với haki thôi đã vượt trội hơn tất cả. Bạn thử tưởng tượng xem Kaido bách thú sẽ như thế nào nếu không có haki đủ mạnh. Mặc dù đã thần thục điêu luyện trong việc sử dụng năng lực sức mạnh trái quỷ Doan thần thoại Thanh Long, thì rõ ràng Kaido vẫn không thể nào thắng được Đô đốc Vitora. Bởi một khi haki của Kaido yếu hơn năng lực của Vitora, thì Kaido không có cơ hội tiếp cận Đô đốc này giống như Luffy. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chứ không phải lúc nào Vitora cũng dùng trọng lực để tấn công. Nên nếu đối thủ khai thác được những điều này thì vẫn có thể khiến Vitora bị thương tích như thường. Dù vậy thì bên cạnh haki mạnh, việc có thêm một trái quỷ mạnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tức là nếu hai người có cùng cấp độ haki thì một người có thêm năng lực sức mạnh trái quỷ sẽ chiếm ưu thế hơn, rõ ràng là vậy. Bỏ qua Sabo, Luffy hay là Kaido, chúng ta quay trở lại với hai nhân vật chính là Vitora và Zoro. Với những gì tôi vừa phân tích về năng lực sức mạnh của trái quỷ trọng lực Zushi, thì theo bạn có cơ hội chiến thắng nào cho Zoro ở hiện tại không? Cũng giống như Luffy và nhiều thành viên khác trong bang Murom, trước time skip Zoro không hề có khái niệm về haki và tất nhiên là cũng không biết sử dụng haki. Nhưng kể từ khi bái Mi Hắc làm sư phụ, Zoro đã biết về haki, là một người sử dụng haki vũ trang rất tốt. Minh chứng là Dressrosa, cậu ta đã bứt haki vũ trang vào ba thanh kiếm rồi dễ dàng chém đôi cơ thể khổng lồ của người đá bị cai, hay sau đó là tiếp tục bứt haki vào kiếm để cố gắng ngăn chặn lồng chim của Doflamingo co lại. Nhưng thời điểm đó thì haki vũ trang của Zoro cũng chỉ là haki cấp độ cơ bản, thứ sức mạnh mà những người lính hải quân bình thường cũng có thể làm được. Dù vậy thì khi bị trọng lực của Vitora đè sâu xuống lòng đất, Zoro vẫn đủ sức đáp trả bằng một đường kiếm khí, và thậm chí Vitora còn khen đường kiếm khí đó cũng rất đáng nể. Đó là bởi Vitora chỉ cố gắng ngăn cản Zoro kêu lo, chứ không hề có ý định đả thương đánh bại Zoro, nên trọng lực tác động lên Zoro chưa phải là lớn nhất. Vậy nên dù lép vế về mọi mặt nhưng haki của Zoro vẫn kháng cự lại được trọng lực của Vitora phần nào đó. Còn ở thời điểm hiện tại thì sao? Nếu Vitora tấn công Zoro bằng một đòn có lực tương tự như lúc ở Dressrosa, thì tôi chắc chắn Zoro vẫn sẽ đứng vững, chứ không phải tạo ra một cái hố ngay dưới chân như trước. Bởi nếu bạn để ý thì sau time skip, sự thay đổi lớn trong sức mạnh của Zoro là kể từ khi cậu ta sở hữu thanh danh kiếm Diêm Vương Enma. Vào thời điểm ở Dressrosa, Zoro vẫn chưa sở hữu thanh danh kiếm này. Vậy danh kiếm Diêm Vương Enma, một trong 21 thanh đại bảo kiếm, đã mang đến những làn gió mới nào cho sức mạnh của Zoro? Đó chính là giúp Zoro giải phóng được tối đa lượng haki có trong cơ thể, điều mà những thanh danh kiếm trước đó không thể nào làm được. Zoro có đủ lượng haki để sử dụng được thanh Enma. Minh chứng là khi bị Enma hút haki khiến cánh tay tèo tóp, Zoro đã dễ dàng dùng lượng haki khổng lồ bù đắp khiến cánh tay trở lại như cũ. Và trong trận chiến với King, sau khi nhớ về sư tổ, Zoro đã thần phục được thanh danh kiếm này. Người chính là kiếm chính là người, người và kiếm hợp là một. Chính những điều này, chính thanh Enma, đã giúp Zoro hiểu rõ nguyên lý hoạt động của haki bên trong cơ thể, hiểu rõ về dòng chảy của haki. Về cơ bản thì sau khi sở hữu và thần phục được thanh Enma, haki của Zoro không chỉ tăng lên về lượng mà cả về chất. Tức là haki của Zoro không chỉ dồi dào hơn mà cậu ta còn sử dụng được haki vũ trang cấp độ năng cao, đã thương đối thủ từ bên trong. Không những vậy, Zoro còn khai mở được haki bá vương cấp độ năng cao khi truyền haki vào ba thanh kiếm rồi chặt cánh, bẻ kiếm đánh bại King. Mặc dù trước đó chúng ta chưa từng thấy cậu ta sử dụng haki bá vương cấp độ cơ bản giống như Luffy. Chiêu thức ngự thủ hóa long hoàng tối thượng của King rất đáng sợ, rất nóng. Khi Zoro nói rằng nó nóng chẳng khác gì dung nham, nhưng sau tất cả thì sao? Giống như hỏa long đại đuốc siêu nóng của Kaido chẳng thể xuyên qua được cú đấm khổng lồ bọc haki của Luffy. Nó chẳng thể nào cản được đòn tấn công của Zoro với haki vũ trang kết hợp với haki bá vương. Một minh chứng cho sự bá đạo của haki Zoro ở hiện tại. Hay dù chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng Zoro với ba thanh danh kiếm đã cường hóa haki của mình, đã chặn đứng được đòn hợp kích siêu kinh dị của hai tứ hoàng Big Mom Kaido, Hakai. Và nếu so với trọng lực của Vitora thì rõ ràng đòn hợp kích Hakai mạnh hơn đáng kể. Và ngay lúc này cùng với Shinbe và Luffy, thì Zoro chính là một trong ba người có haki vũ trang mạnh nhất bang Murom. Vậy nên tôi có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại thì haki vũ trang kết hợp với haki bá vương của Zoro có thể phản kháng lại được năng lực sức mạnh trái quỷ trọng lực Zushi của Vitora đang sở hữu. Trên hết thì bạn có để ý điều gì thú vị không? Zoro dùng được haki bá vương cấp độ năng cao nhưng không ăn trái quỷ. Còn Đô đốc Vitora thì xưa một trái quỷ có năng lực vô cùng bá đạo nhưng lại không có haki bá vương.
và điều này có thể bù trừ cho nhau nếu Zoro với Fujitora thật sự xảy ra quyết chiến. Mặc dù vậy thì sức mạnh của Fujitora không chỉ có trái quỷ mà còn nhiều thứ khác, chẳng hạn như là Haki, thể chất và tốc độ phản xạ. Là một rocket quân thì vì thế không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng biết sức mạnh thể chất của Fujitora rất đáng gờm. Và ở điểm này thì Zoro cũng là một con quái vật. Bởi ngoài thời gian ăn ngủ uống rượu chăm sóc kiếm thì Zoro dành toàn bộ thời gian còn lại để tập luyện thể lực. Và nếu thế mạnh của Zoro là Haki vũ trang thì Fujitora cũng không hề kém cạnh ở điểm này. Bởi ngay cả một người lính hay quân bình thường cũng sử dụng được Haki thì chắc chắn một Rocky, một kiếm sĩ như Fujitora phải có Haki vũ trang rất mạnh, rất bá đạo, phải là ở đẳng cấp cao nhất của loại sức mạnh này. Thế nhưng theo tôi, sự đáng sợ nhất trong sức mạnh của Fujitora không phải là ở Haki vũ trang, mà đó chính là trái quỷ và Haki quan sát. Năng lực sức mạnh trái quỷ bá đạo như thế nào thì tôi đã phân tích ở trên, còn Haki quan sát thì sao? Chúng ta có thể nói rằng Haki quan sát chính là đôi mắt thứ hai của một người. Và nếu đôi mắt thông thường chỉ nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt trong tầm mắt thì Haki quan sát bá đạo hơn rất nhiều, khi có thể cảm nhận được sự hiện diện, cảm xúc, sức mạnh của một ai đó trong một phạm vi rộng lớn. Và nếu bá đạo hơn nữa thì có thể nhìn trước được tương lai gần, chúng ta gọi đó là Haki quan sát đẳng cấp cao. Với điều này thì tôi tự hỏi, Haki quan sát của Fujitora phải ấn tượng tới mức độ nào khi đã tự hủy đi đôi mắt của mình sau khi nhìn thấy quá nhiều thứ không muốn thấy. Thậm chí Fujitora còn bị mù trước khi trở thành một đô đốc hay quân. Và nói đi thì phải nói lại, với việc bị mù, bị mất đi thị giác thì những giác quan khác sẽ phát triển hơn so với người bình thường. Đó là một điều tất yếu. Và trong One Piece, Haki quan sát chính là một giác quan. Và chúng ta đã thấy vị rock này thể hiện phần nào Haki quan sát thượng thừa của mình khi nhìn thấy được sự hiện diện của rất nhiều người dân được Dressrosa đang đuổi theo Luffy bằng ánh hào quang của họ. Thậm chí vị rock này còn cảm nhận được rằng họ chẳng có chút giận dữ nào, dù ngoài miệng thì chửi rủa thầm tệ bằng Murom. Vì thế dù chúng ta chưa biết Fujitora có nhìn trước được tương lai gần hay không, bởi Katakuri, Luffy hay là Kaido, khi muốn nhìn trước tương lai gần bằng Haki quan sát cấp cao đều phải rất tập trung vào sự vật sự việc đó. Còn Fujitora thì hoàn toàn mất đi thị lực. Nhưng điều đó không quá quan trọng khi mà vị đô đốc này đã nhuần nhuyễn điều luyện trong việc sử dụng các kỹ thuật cơ bản khác của Haki quan sát. Điều mà không phải ai cũng làm được, và tất nhiên Zoro cũng không thể làm được, bởi Haki quan sát chưa bao giờ là thế mạnh của Zoro. Nếu Haki quan sát của Fujitora là 10 phần thì của Zoro cùng lắm chỉ là 5 phần mà thôi. Minh chứng tốt nhất cho điều này là khi Doflamingo bị Luffy đánh bất tỉnh nhân sự, lồng chim dần biến mất. Mặc dù Fujitora và Zoro đứng cạnh nhau để dùng kiếm để ra sức ngăn cản lồng chim co lại, nhưng chỉ duy nhất Fujitora là đứng vững, còn lại Zoro, Kinemon và Kanjiro đều ngã nhào về phía trước. Ngay chỗ tôi khoanh tròn này có thể thấy, mặc dù cùng đẩy, nhưng ngay khi lồng chim biến mất thì Fujitora đã thu kiếm lại cực kỳ nhanh, khiến ông ta không bị ngã nhào như ba người kia, và đó chính là một sự khác biệt. Fujitora đã có một sự kết hợp tuyệt vời giữa phản xạ nhanh nhẹn với kỹ thuật cảm nhận sức mạnh của Haki quan sát. Và phản xạ tuyệt vời của vị đô đốc này còn được thể hiện khi dễ dàng và nhanh chóng dùng kiếm chặn cú đá của Doflamingo hay đỡ đường kiếm của Zoro. Về khoảng này thì Zoro cũng đã thể hiện rất tốt khi đỡ được rất nhiều đường kiếm tốc độ cao của King. Tôi đánh giá tốc độ phản xạ của Fujitora và Zoro là kẻ tám lạng người nửa cân. Nói tóm lại, nếu thế mạnh của Doc Fujitora là năng lực trái quỷ và Haki quan sát, thì của Zoro là Haki vũ trang với Haki bá vương. Trong đó như đã phân tích thì tôi đánh giá Haki của Zoro là hoàn toàn có thể kháng lại được năng lực sức mạnh trái quỷ của Fujitora. Vì thế ngay lúc này, nếu sức mạnh của Doc Fujitora là 10 phần, thì sức mạnh của Zoro cũng phải là 8 đến 9 phần. Tức là có thể xem Zoro có cùng cấp độ sức mạnh với Fujitora, nhưng phần nào vẫn ở cửa dưới. Mặc dù vậy, điều này sẽ nhanh chóng thay đổi trong tương lai, bởi cái ước mơ của Zoro là ngôi vị kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới của Mihawk, và Fujitora cũng là một kiếm sĩ. Vì thế để đạt được ước mơ của mình, Zoro bắt buộc phải thắng được Fujitora. Và trên đây là tất cả nhận định phân tích của tôi về tương quan sức mạnh của Zoro với Doc Fujitora ở thời điểm hiện tại. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.